Nhu cầu ngô sinh khối phục vụ cho ngành chăn nuôi của nước ta đang ở mức cao. Các mô hình trồng ngô sinh khối hiện cũng đang được nghiên cứu phát triển ở Tây Nguyên. Làm thế nào để canh tác hiệu quả mô hình này? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 30 tháng 7 năm 2023. Phân bón đầu châu và đồng hành của nhà nông.